Ok, mua lên em. Thì hồi chiều tranh thủ thì tôi đã mở được cái lát mới của bà đen là cái lát sát thủ này. Để mở được cái lát này thì anh em phải có một cái nhân vật cầm được 12 cái vũ khí giống nhau. Thì tốt nhất anh em nên chọn cái đạo tặc á. Cầm 12 cái dao găm. Thì anh em cứ cầm đi, sau này không cần thì bán cũng được. Đủ 12 cái dao găm thì nó sẽ mở cái lát sát thủ này. Thì cũng mới mở nên tôi cũng chơi thử luôn. Lát sát thủ này cộng 50% tốc độ tấn công với sắc bén món vũ khí. Tức là cái vũ khí nào sắc bén thì nó sẽ tăng 50% tốc độ tấn công. Cộng 10 tầm xa đối với mấy cái vũ khí sắc bén đó. Trừ 5 vật phóng, trừ 5 thể lực. Mình thưởng vũ khí sắc bén. Ok, cái lát này thì nó sẽ bỏ. Nó sẽ tập trung vào cái yếu tố mà không phải tay dài. Độ khó nhất, độ khó 4 thôi. Chơi thử làm quen cho biết. Cái vũ khí đầu tiên thì nó đã có sắc bén mặc định này. Thì đã có ba cái sắc bén rồi nên tôi sẽ chọn cái không có sắc bén là cái này. Sau đó để mình xài cái mà băng đạn nào. Cái bộ này chính xác hơn nữa, bộ mài dao á. Bộ mài dao này nó sẽ cho cái sắc bén, đó là cho mình cái tay cái dao găm này sắc bén luôn. Đó, thì kết hợp hai cái đi, thêm nội tại của nó hồi nãy nữa. Đấy, sao nó thành một rồi. Hoàng đế này tôi cũng chưa có chơi lần nào luôn. Đến tí nữa thì có thời gian tôi sẽ thử qua. 4 thôi, 5 thì mình chưa đủ trình đâu. Mình phải nâng nhiều lắm mới lên 5 được. Thì nó trừ vật phóng nên tôi không biết có nên tăng về vật phóng không. Còn 30 điểm. Lấy cái 4 vàng khởi đầu trước đã. Tốt nhất cứ tăng vật phóng đi, một hồi có cơ hội mình cứ bui thử qua cái vật phóng coi nó làm sao. Đó, hiện tại còn 17 điểm. Thì chắc lấy một cái này. Còn lại 12 thì lấy một cái này. Thực ra anh em chỉ cần tăng khoảng 3 cái thôi. Tăng cái ô mở rộng, cái diện tích túi đồ á. Mới vô là cái lát của mình thì sẽ có sẵn một cây dao găm. Tôi sẽ bùi thử cái lát này à. Thì từ từ mình mới là chơi level 5 sau. Coi như unlock dần dần con game cho đầy đủ rồi đó. Giờ mà phá đảo level 5 xong là mất động lực hết muốn chơi luôn. Sắc bén này thì nó hai cái, có một cái dao nữa. 20% tốc độ tấn công di chuyển tầm xa là 58 trên 48. Không, tôi sẽ xài cái dao găm ngon hơn. Đây, đây, đây cộng vũ khí ném là cộng được cho cái này của mình đó. Thằng này nó mặc định có sắc bén luôn này. Rồi ok. Lấy nó đi. Rồi đi thôi. Cọc lót. Mình chỉ cần để cái băng đạn là gần vô cái vũ khí này thôi. Tại vì cái ném vào găm của mình là cái vật phẩm duy nhất mà không có hiệu ứng sắc bén. Đây nè. Anh em để ra thì nó chỉ có hai cái nhanh nhẹn là ném thôi. Còn khi đặt gần cái này thì nó sẽ có thêm cái sắc bén, còn mặc định mấy cái còn lại có sẵn hết rồi. Dao này tôi sẽ dời xuống dưới. Dời xuống đây là để cái dao này có gì nó dính được cái hiệu ứng. Đó, rồi ok đi thôi. Mình đánh càng nhanh thì mình càng nên bui hút máu. Tại vì cái chỉ số hút máu nó tính theo cái lần đánh. Nhưng mà tôi không biết nó tính theo cái lần dội không. Cái vũ khí của mình nó dội ra có tính không. Thì
hy vọng cái lát này khi bôi thành công nó sẽ bá đạo hơn cái lát mà thương thủ, chứ thương thủ nó bá quá. Khi không di chuyển thì nó tăng tốc độ tấn công cũng được. Cái vũ khí liền kề sẽ hưởng lợi cho cái này. Nhưng mà nó tốn lót quá, DPS có 42 à. 5 ô. Này thì tới 6 ô là 6 ô mà 42. Nhưng mà có hiệu ứng AOE, nhưng AOE không bằng này. Bắn mũi tên xuyên qua không, dọc phẩm cũng không luôn. Này lấy đi. Tốc độ tấn công của mình đang là có 1 à. Cận chiến rất cần thiết nha, mấy cái vũ khí này của mình là cận chiến không đó. Tuy nó ném nhưng mà nó lại là cận chiến. Mấy cái này chỉ số sử dụng của mình có 70% à. Đây, tí nữa tôi sẽ đầu tư vào cái này. Chắc quay này là đủ thôi. Hai cái dao găm cũng làm việc đi chứ. Đâu phải ném không được. Có nuôi dao á, thì anh em tốt nhất là nuôi dao trắng chứ đừng có nuôi dao đen nha. Trừ phi cái vũ khí mặc định ban đầu á, anh em là dao đen thì hãy nuôi dao đen. Dao đen là dao này nè. Còn thôi cứ tập trung vào nuôi mà cái vũ khí trắng thôi. Tại vì cái vũ khí đen này á, anh em mà giết 20 kẻ địch nó mới cộng 1 gram mà. Nhưng mà anh em giết rồi game đến cuối game thì sau này anh em thay cái vũ khí mà màu sáng hơn, màu xịn hơn á, như cái này màu trắng nè, thay cái xanh lá, xanh dương hoặc tím vô á, thì coi như là cái công sức đầu tiên của anh em khi tiêu diệt kẻ địch bằng vũ khí này là 32, công sức đầu tiên tới giờ đổ trắng hết. Rồi, không, để như cũ đi. Tại vì chỉ có mình cái này cần sắt bán thôi. Ủa? Mấy cái này luôn. Rồi nhiều được rồi, đi tiếp thôi. Đầu game anh em mà muốn go am lăn cầu tiết á, tại vì đam mình ban đầu mạnh á, thì mình giết quá nhanh thì nó sẽ lên cấp liên tục. Mà lên cấp càng sớm á, thì cái đam mình nó càng vượt trội thì mình càng farm được nhiều quái hơn. Đó là hiệu ứng lăn cầu tiết. Còn game này cái chỉ số nó hơi bị cao á, chứ không phải như con Gotato. Mình có một dao, một cuộn giấy. Không, tập trung lên trên đi. Trước mắt lấy cái dao đã, tí nữa có chữ thập thì mình nhét vô đây. Đ
đã có một cái chữ thập, chắc bán cái này. Bán nặng đi. Giờ cái dâu qua. Bắp này vô. Còn 4 cận chiến thì ban đầu nó ngon hơn là tốc độ tấn công hoặc là sát thương. Tại vì mấy cái dĩ số cơ bản mình rất thấp. Còn cái cận chiến là nó cộng trực tiếp vô luôn. Nên ưu tiên lấy cái này. Dù nó giảm tí tốc độ tấn công. Nhưng về sau mình sẽ không ưu tiên cái này nha. Về sau mình sẽ lấy cái khác. Tăng vào sát thương cũng được. Đầu game thì chỉ số nó hơi phế đấy. Thì cái unlock và cái trang bị đầu game thứ hai của mình đó là phải giết con quái ưu tú, giết 12 con trong một đợt gank. Bây giờ mới có một con à. Lên được con cấp 1 đó. Tất cả đều ngon hết nên không biết lựa cái nào. Đầu tiên là bán này đi. Cái đồng hồ này cũng rất là ngon. Giảm 2 tốc độ di chuyển. Cái sừng này cũng ngon nữa. Nhưng mà đầu game mất 3 may mắn là hơi bị tôn đó nha. Không được. Cái này đâu phải dời. Tí nữa tôi sẽ mở ô này, dời cái này lên trên. Cho nó dính vô cái này. Hoặc là dời cái này xuống ô, đặt qua đây. Cũng được. Còn dời xuống ô thì cái nấy vàng này nó không dính được vô cái đầu này. Không ổn cho lắm. Này làm hơi phá đi. Tiếp thôi. Chỉ số may mắn đầu game nó rất là quan trọng nha. Tầm khoảng là 9-10 may mắn là anh em có cơ hội ra đồ đỏ ở quay thứ 5, 6, 7 luôn. Chứ quay dưới 10 á. Do cái cơ chế game lăn cầu tuyết rất mạnh nên chỉ số may mắn là anh em mua được đồ xịn thì nó ngon hơn từ sớm luôn. Nhất là ba cái đồ hút máu á. Tại vì anh em cầm cái đồ hút máu như cộng 7 hút máu á. Cộng 7 hút máu rồi mà khi vô cái quay tiếp theo thì chỉ còn có một máu khởi đầu à. Thành ra mà càng sớm càng tốt chứ để về sau mà nguy hiểm chập trùng á, anh em đút vô mà một máu là có thể bay màu luôn. Cái này cộng 3 hút máu 15 máu nhưng mà nó trừ 6 ép nhận được. Lấy ban đầu thì khá là lỗ nên tôi không lấy đâu. Giờ sẽ dời cái phi tiêu mà lên đây. Tạm thời dục nó ra ngoài đó. Đây, giờ lên để thằng ném này nó ảnh hưởng được đến ba thằng này luôn. Tất cả xoay quanh thằng ném này. Dao thì thực ra tôi không muốn mua nó lắm. Giờ nuôi dao thì cũng trễ quá rồi. Nên chắc không nuôi đâu. Cái này thì mất kinh nghiệm. Thêm cái ném nữa cũng được. Nhưng mà cái ném này nó chỉ cộng với dao găm thôi. Dao găm thì mình không có bôi nhiều. Với lại cái này phải đặt gần nữa. Một may mắn cũng được.
lấy ép khúc máu nè, cái nãy giờ tôi tính nè, vậy chắc bỏ ép quá. Hai giáp, cái hai giáp hồi nãy khá là ngon á, bao tay hút máu nên lấy không ta? Nếu lấy là phải bán hai món rồi, cứ tạm thời để đó đi. Nãy giờ chưa hút được con máu nữa. Một máu mà ở mấy cái quay cao cao á thì khả năng anh em bốc hơi từ lúc mới vô rất là nhanh luôn. Một level có khi tôi cắn được cục máu luôn, 40% của 62 là 24, 24 cộng vô thì là vừa đủ luôn. Nạ này cũng ngon lắm nè, mà mất 4 tầm xa là không được. Mất hai sát thương nhưng lấy ba hút máu cũng được, lấy luôn đi. Thêm thùng đồ game khá là ngon nha. Thùng là cái cộng trực tiếp cho anh em mà khi nó lên level á, về sau level rất là khó lên nên có thùng là rất là ngon. Trừ hai may mắn luôn hả? Sao may mắn của mình ít chi ta? Cộng 7 mà ở đây có 5 mà. Có cái vật phẩm nào à? Cái này trừ 3 may mắn. Tí nữa tôi thanh lý nó luôn. Ok. Mấy cái vũ khí đơn mục tiêu mà gặp mấy con slime này là rất là thốn luôn nha. Nó cứ đẻ ra liên tục vậy á. Anh em xài cái dao đen á, thì farm rất là ngon. Cái dao đen là giết hai chục một mục tiêu á, hoặc là cái móng vuốt giết hai chục mục tiêu thì nó sẽ tăng sát thương hoặc là tốc độ tấn công lên. Thì lúc đó xài cái dao hai cái vũ khí đó mới ngon thôi, còn là vũ khí đơn mục tiêu như của mình hiện tại rất là thốn luôn, điều bái không kịp. Còn cục máu nên cứ lao đại vô đi. Thì mình sẽ xài tập trung bây giờ buôn dưới phát huy cái thế mạnh của cái này. Nó cứ toàn mở ở đây làm gì ta. Bây giờ lẻ mấy ô nữa nè. Hút máu. Mở mấy ô này sai quá. Bỏ cái này đi, mặc dù là thọt đam khá là nhiều đó. Anh em thấy may mắn cao mới tầng 8 nó ra hai đồ xanh hai đồ tím, thêm cái bình thuốc nữa, đồ tấn công. Cái kiểu này có sắc bén luôn á. Vậy đâu phát huy được cái này đâu. Mất 3 hút máu không được. Rồi đi tiếp đi. Tí nữa tính. Trời mình tháo ra mình lắp vô mà nó cũng tính nữa nè. Ai tầm nổi à.
Hồi nãy tôi đặt cái hút máu ra ngoài á, giờ tôi lắp nó vô rồi. Nó cũng tính theo một con quái ưu tú luôn kìa. Được. Hiện hồi mình làm cái đó thường xuyên vô. Tiêu diệt 12 quái ưu tú trong một lần gân. Châu quá vậy ta? Không giết nổi nó luôn. Cái này né tránh cao mới cầm, chứ bây giờ cầm một hồi rồi đi bộ luôn á. Tốc độ tấn công 33 thì có thể cầm được rồi đó. Găng tay, mặt nạ. Mặt nạ mất 4 tầm xa không ổn. Găng tay phải đi với nhau. Găng tay không có đi lẻ được. Gieo sao đây? Ơi ơi ơi. Sao mà tụt máu nhanh như vậy? Mém chút nữa là bay hơi nãy rồi. Găng tay để một cái găng tay nữa. Bây giờ chắc bán cái này đi. Chấp mình đang trừ 3. Không, trừ cầu. Đó, level 10. May mắn 11 ra đồ đỏ. Cái này được, cái này cái hiệu ứng ở đơn lẻ, không có đi với thằng nào cho nó. Cây nỏ này cũng ổn nữa. Dập phóng mình đang trừ 2 á, không. Nên đầu tư cái này chúng ta lấy sớm thì nó cũng khá là có lợi khi đứng gần cái này nè, nó tăng được 50% tốc độ đánh nữa. DPS cái xịn sò nhất của mình có 96 rồi, cái này tới 150 rồi, chỉ số sử dụng tới 125%. Lóc đi thì còn vài cái thôi, cánh ngang tay bắt đầu chi dao này không xài nữa đâu. Ừ, gà dao với găng tay nhiều quá ta. Cái găng tay anh em đặt chung với nhau á, nó cộng cái xác suất bổ kích lên dồn dồn lên nha. Như người đặt tháo cái này ra nè, là nó còn có 64 à. Mặc dù cái này nó chỉ rộng có 5 thôi, nhưng mà đặt vô đây nó sẽ thành cộng thêm 6 nữa, do là nó đứng gần ba cái bao tay nữa. Đây nè, 64 lên 75 là lên 11 á. Cơ bản là chỉ là có 6 với 8 thôi. Đó, bây giờ đút vô cái này thành cộng 8 rồi.
Đi tiếp. Từng người rồi. Có ưu tú nào nữa không? Rồi bắt đầu mấy con xà lan đó. Điểm yếu chí mạng của mình đó. Thuốc nổ. Bị ra máu. Mình đã bán gần hết mấy cái dao rồi nên bây giờ mấy con này khó nhằn lắm. Chúng nó toàn ra máu vậy. Cái này là anh em nào bui phục hồi thì lấy cái này ngon nè. Cái con mà cuối lần trước tôi chơi cái con nửa tu á, góp cái phục hồi nào vô là cái nào cũng bá đảo chứ. Anh em bui ba đường cận chiến ma lực vật phóng đó, đều mạnh khủng khiếp. Đó để chéo gì nó lên được 79 luôn nè. Do cái này nó tắt được 4 cái nữa. Hồi nãy để vuông góc như thế này á thì nó chỉ ăn được có hai thằng bên trái dưới này thôi. Cái bên phải này nó không dính được. Tốt nhất nên để giúp chắc vậy. Tốc độ tấn công nó là 0.81 giây. Xây tròn thì giảm được mấy cái bọn lao vô cũng ngon. Nhưng mà chín ô hả? Chua quá nha. Mình bán 1 2 3 4 4 với mình có 5 nữa là 9. Có điều chính chỗ này thì phải bán luôn cái dao. Cái dao đen này nó cũng mạnh dữ rồi. Phá tuần nữa thôi. Gì đây? Được. Kẻ thù ưu tú xuất hiện ở mọi cấp độ luôn nha, nên không có dễ ăn đâu. Nó cũng như là dao hai lưỡi luôn á. Cái găng tay này nó chỉ còn hút máu nha. Nó không có cộng mấy cái hiệu ứng lân cận như cái găng tay này. Nên nó không cần thiết cho lắm. Giờ sau thì cố gắng nhét cái này vô thôi. Dao hút máu cũng được. Cái này ngon nè. Không. Bây giờ nó không ngon cho lắm. 15 máu nhận mỗi tuần là mình mất máu thì mình có hút máu rồi nên không cần chỉ số này. Tốc độ di chuyển mình 5 hơi chậm tí. Xét sức bảo kích cũng đủ rồi. Tiền nhiều quá để không cũng ổn. Bây giờ gon kiếm mấy cái phi tiêu xịn thôi. Cái tầm xa này rất là ngon nha. Trừ 6 kinh nghiệm mà 15 thế lực cũng được á. Tốc độ di chuyển vậy không mà nó lạng quạng là bay màu luôn. Để găng này qua đây cho nó sẽ tắt nhau. Để cái này ra vô không biết nó có tính không đó. Nâng cái nào đó, nâng cái này, mấy cái nỏ nó ngon hơn cái rìu nữa, cộng 5 giáp mà trừ 4 máu thì cũng ngon.
Rồi đi. Chín lót luôn. Chín lót này là phải bán cái dao này một đống đồ màu màu một. Nó bắn mấy cái hộp nó khó chịu dữ thiệt á, nó đuổi theo, nó còn lao vô gần mình nó bắn nó chứ. Nè lụm được cái hộp nó nè, được ba cái nè, không biết đủ 12 cái không, bây giờ mỗi tuần có một con thì chắc đủ á. Nếu như thắng game, em game thì sợ con boss chết trước mấy con quái tinh anh nữa. Dây mới có một level trời. Ê, dao đen, dao đen mà đỏ thì nuôi được. Năm ô. Cận chiến mình thấp quá. Bộ kích lên cao quá. Hy sinh cái đồng hồ hả? Hay hy sinh cái gì giờ? Ba may mắn. Cái này đi với vật phóng thôi, nên cầm tạm. Này bán đi. Chín ba mấy cái găng tay này đứng gì không ổn rồi, phải lệch quang ô mới được. Vẫn là 93 thôi. Mất 2 hút máu luôn không? Bây giờ là còn 17 tới 20 là 7 tầng, 7 tầng là 21 máu. Nhưng mà mất 5 hút máu lúc này là nguy hiểm dữ lắm. Lấy luôn, tới đó mình bán. Là tới tầng cuối mình bán. Cái cây nỏ này tôi quên chưa để nó vô gần cái vàng vàng đó, nãy giờ không để ý. Để vô nó tăng cái vũ khí sắc bén, nó bắn nhanh hơn, nó có hiệu ứng sắc bén đó. Nó tăng được 50% tốc độ tấn công đó, là
ngon. Cái xác suất bảo kích của mình chín mấy mà lắp thêm cái này nữa, quá ngon luôn á. Lấy ô này, lấy ô dưới này quá. À không, để nó dính cái vàng à. Biết nào mới nhét được cái kiều vô. Cái này cũng được đó nào. Nếu mà mình hy sinh được cái gì mình đắp cái này vô. Cầm tạm cái này đi. Vẫn còn hai vũ khí màu trắng à. Tính ra cái bộ vũ khí của mình là chỉ có 3 món à. Hai món này gánh à. Còn lại là toàn tác dụng phụ nó cộng vô không. Anh em đứng gần cái cục này nè, nếu như tay dài á nó có lợi có lợi. Tay ngắn không được nữa, tại vì quái nó không có đi xuyên qua cái cục này. Giờ có khi áp ca được đấy, trừ mấy con quái tinh anh như nãy thôi. Cái xác nó có rớt cái gì không? Tốc độ di chuyển hơi chậm nên cầm cái cờ nãy rất là ngon. Anh em nhìn tỷ lệ báo kích gần như 100% là cái đam nó màu vàng không á, không còn màu trắng nữa. Nên chút nữa mà tỷ lệ bảo kích vượt qua 100% thì bán được mấy cái đồng hồ đi. Cái này tốc độ di chuyển âm mới xài được. Mà mình cũng có đang dương đâu. Thôi rồi, ô não không ngon đó chứ. Vì là máu mình cao lắm. Thôi, tốc độ di chuyển vẫn ngon hơn. Tôi tính bỏ tốc độ di chuyển luôn, lấy liều cái món này luôn á. Nhưng mà tí nữa mình bán mấy cái đồng hồ thì tốc độ di chuyển lại dương lên. Không. Cái đàn á, cái đàn này chắc ma lực quá. 25% tốc độ tấn công. Nhưng mà mất đi 5 hút máu. Xét sức bảo kích mình dư rồi. Này rất là cần nha. Cái này không biết tới chừng nào nữa. Chút bỏ đi. Rồi cái. Đó. Phải gì chứ. Ra một đống quái tinh anh luôn. Tha hồ mà farm. Sát thương cũng được. Mình kẹt cái này màu trắng hả trời. Gì đây? Ngon nè. Hút máu mình cao thì thể lực của mình nó bị trừ suốt. Nhưng mà sát thương mình rất là cao luôn.
thể lực mình trừ xuống dưới đó thì mình cắn cái này vô. Tôi sẽ thay cái này bằng cái nỏ tự động luôn á. Cái nỏ tự động nó không có dòng phụ nhưng mà nó bắn nhanh hơn. DPS nó thấp hơn 200 à. Mấy cái này cũng có 100 thôi. Rồi đi. Ê. Đó, một máu mà đi thẳng vô cái bẫy này là có khi bốc hơi luôn á. Mấy tinh anh gì đâu. Kìa, ba bốn con luôn. Ôi. Chết nha, chết nha. Đừng có ẩu. Rồi, chết hết chưa? Hai con nữa là mình đủ chỉ tiêu mở được cái thành tựu rồi. Nó vừa mới mở thành tựu 10 con rồi đó. Cho nó ra hơi 4-5 con quái tương nanh cùng lúc. Cứ đi dưới này vậy ta. Cái bịch này cứ để tạm đó đó. Được. Giờ uống luôn, quyết định uống. Máu còn 25 à. Lắp cái này vô nó máu dưới 50 rồi. Đây 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 đây, hai cái vật phẩm mà tương tác với nhau rất là ngon luôn. Này DPS 210, 333, 142. Tí nữa thì sẽ đặt nó dưới này hoặc là đưa nó nằm ngay vị trí này luôn. Này rất quan trọng nha. Cái hút máu của mình đang là 26 đó. Mình nắp cái này vô nữa là lên 41. 41 mà nó sẽ cộng vô 41 sát thương nó là lên được 128. Nhưng mà hiện tại tôi chưa chưa biết nên xử lý cái nào. Có xử lý cái này. Bắt năm sát bảo kích 90 với 96 nó không khác nhiều. Cây đèn này cũng 20 làm sao nên bỏ cũng không được. Chắc bỏ bỏ lá cờ này. Chơi đi. Tám trăm tiền nghèo mà ham, nghèo mà đua đòi. Ấy ấy lo nhìn con quái chết đâu để vô lụng cái này đâu. Tính ra là mình giết 11 thì hai con rồi đó. Thì giao nữa chắc được cái thành tựu giết 12 con quái tinh anh đó. Lỡ lóc được cái mà cái cờ hiệu thứ ba của con này. Gán được 4 level đấy. 10 giây kịp không? DPS lên gần 2000 này. 5 level luôn rồi.
được chỉ tiêu rồi. Bây giờ phải chi còn cái rượu ngoài đó nè. Không xài này nó tốn tiền. Sẽ được tướng lên cái ô đó. Không, 800 mắc lắm. Cái này cũng ngon, quá ngon luôn. Trừ 3, xét sức bảo kích, xét sức bảo kính mát mẻ này. Cái đèn tầm xa nữa, xa quá thì cũng không cần thiết. Nhưng mà vẫn nên lấy đi. Một hồi không có gì mình lắp cái khác vô. Hai cái đèn. Một cái mũ bảo hiểm. Giờ này nhận kinh nghiệm thì không cần thiết. Cái này vẫn còn level 1. Đây, cái bộ bài rất là ngon nè. Anh sẽ bán cái đồng hồ đi. Đó. Mới nói level 1 thì nó lại ra. Này giống quả cầu Pokemon đó vậy. Cái dao này sẽ đặt vô đây. Cái này dời qua trái một ô. Là nó cho được hai cái vũ khí này có chỉ số hút máu luôn. Rất là ngon. Bên này thì cái cây này nó đã cho hai cái này có chỉ số hút máu rồi. Cái này nó chỉ cộng mình đó. Nên giờ nó qua trái luôn đi. Để đứng gần cái dao này nó lấy được chỉ số hút máu nữa. Đó. Giờ này dao đen nuôi không kịp đâu. Cái này lấy cũng được. Ừ, thôi. Vẫn giá 800 à? Không giảm giá anh. End game mẹ ơi anh ơi. Gì đây? Trừ 600 tốc độ di chuyển. Trừ 6 sát thương. 600 sát thương bây giờ không đáng kể. Còn cái đồng hồ nó không còn cái nào bán đi. Giờ ném tím. Rồi đi được rồi, tiền. Ấy, giúp mình. Thôi giờ áp cao thôi. Để đi coi có thùng có bọng không. Tốc độ di chuyển mình cao rồi. Bây giờ có yên ngựa nữa thì tốt. Cái yên ngựa là cái vũ khí chấn phái của mà bên con thương thủ. Thương thủ tốc độ nha. Thương thủ còn một con nữa là đứng yên. Còn nó vừa chưa có chơi. Đứng yên có nhiều loại vũ khí. Cũng theo cái chỉ số đứng yên lắm. Nên chắc chơi cũng không khó quá đâu. Đi lượm tiền đó. Mười mấy giây rồi. Sách này thì chắc phép này sẽ thương phép rồi. Không, tốc độ di chuyển âm mới dài cái này. 6 ô nữa. May rùa hả? Mười giáp 6 máu. Giáp không mà lấy lên thì cũng được. Mua thử cái này không? Đồ dưới tím nó sẽ trừ đi. Mình có nhiều đồ tím luôn nhưng mà mua thứ này nó còn bém hai à. Cái này tầm nhà giàu này. Dâu đỏ. Dao nó thì để vị trí này.
Rồi không cần đâu. Kiếm dạng. Cái này đi chỉ số một mồi nè. Cái trang bị chấn phái mà dành cho em mà. Dành cho em tu sĩ á. Màu vàng luôn. Tôi chưa có xài cái này bao giờ luôn. Nó tới 10 ô nữa. Tốc độ di chuyển mình 38 rồi. Thuốc. Cộng vào sát thương cũng được. Hút máu mình 41 lấy cũng được. Gần cuối thì chắc không cần may mắn nữa đâu, nên bán hai cục xí ngầu này. Lũ đảng hút đúc tiên mua tạm cái găng tay vậy. Ở cái găng tay trừ ba hút máu nữa, thôi dẹp đi. Đồ quái ưu tú gì đâu hết rồi. À nó đây nè. Hai con luôn. Bốc hơi hết rồi. Kìa nó rớt ra cái miếng này nè. 12 miếng. Đứng giữa đây. Giờ làm biến né kêu rồi đó, cứ đi thẳng cho nó thôi. Mất máu thì tí nó hồi lại cái gì, tí nó hút lại chứ không phải hồi lại. Nỏ mặt nạ trừ 4 tầm xa là không chơi rồi. Mấy ô lẻ như thế này thì khó chịu lắm. Bộ kích mình còn 89 là mất 4 tầm xa không chơi đâu. Hút pháo đang 36. 142 sát thương phép. TPS mới 97 thôi. Giờ cái đồng hồ lại cần thiết. Lấy cái đồng hồ. Chữ thập dây chuyền. Bây giờ mới ra thì còn cái gì nữa. Xài được một tầng 19 à. 794 DPS gì kinh vậy. Phải thiệt. Năm trăm ba trăm chắc bán cái gì không được. Sáu ô mình còn một ô hai ô, bán hai cái găng tay hoặc là cái này. Cái này để đâu được trời. Để đâu để nó đụng vô đây cái nữa. Bắt đầu quá trình tính toán. Đợi tôi xếp đồ lên cái. Đầu tiên lùi cái này qua một ô đã. Đó, để cái đầu nó sẽ quay vô đây. Cũng không được. Cái này xuống một ô thì cái chữ T nó ngay đây.
Rồi ok vậy đi. Vì cái này nó mất hút máu hay ta? Bán một món nữa đó, bán cái lồng đèn này tầm xa 76 nguy hiểm quá. Không được, cái gì nó lẻ ô dữ lắm, thà bỏ hút máu. Để như thế này thì nó mất sắc bén. Đó là mình quay cái đít vô, nó hình chữ T như thế này. Và kẹt ô ở đây. Vì chuyện này giờ quá trễ rồi. Vì chuyện này như mình có một cái phải không ta? Đây phải không? Cộng quá nhiều, lấy luôn. Nghỉ phép màu đỏ, sừng đỏ, giáp mình có 10 thôi nên gọng vô cũng không được nhiều. Cái này bùi bộ rìu thì ngon, nâng vật phẩm lên thì chắc nâng cái kunai này, né tránh khá thấp. Phục hồi có 17 thôi, 80 tiền, 80 tiền nâng được đó. Dạng đổ quét 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. Không, cái này đi chậm mới cần 44 tiền nữa, cộng 5 giáp, 4 thể lực, giáp để giữ tránh sốc đam, chờ không cần may mắn nữa. Mười phục hồi chừng 5 hút máu, cái này bán rồi. Một cái găng tay lắp vừa trên. Ok, xong. Chuẩn bị lưu danh sử sách hoặc là bốc hơi. Máu 96. Còn một lần hồi sinh nữa nên là không có chuyện gì đâu. Tất cả chỉ số xanh hết, chỉ không có đẩy lùi. Tôi không biết cái đẩy lùi này nó nằm trong cái gì, tại vì chưa từng thấy bao giờ luôn. Chưa từng thấy trong bất kỳ món đồ luôn. Có thể do tôi chưa có unlock hết trong cái mà đồ ghen. Thôi nhìn nó bắn kìa. Cái chữ độc. Ơi chung đấu mới 19 à. Rồi cây chữ thập nó bắn khủng khiếp, DPS 3000. Bây giờ chỉ có AFK thôi. Nãy tôi tính giao cuối rồi chứ, đi lụm tiền đó. Bây giờ lao vô quái cũng khó nữa.
chứ đừng nói là quái đánh được mình. Tại sao bui cái hệ sát thương vật lý mà cái cây chữa nó lại nhanh như vậy? Một mình cây đó chắc nó gánh hết game này đúng không? Gần tay, gần tay chắc là mở rộng ở trên. Hai cái nhẫn Pokemon luôn. Tốc độ tấn công. Lấy con ngựa chạy nhanh quá mà không cần đâu. Cái dao màu đỏ, dao này dao trắng, không bán được cái dao nào hết. Hai cái dao này lấy chỉ số hút máu, còn cái dao này nuôi 1.100 DPS rồi. Cái này chỉ có 535 thôi, nó giết được 1.300 quân địch luôn nè. Tức là nó cộng mỗi 20 sát thương nó cộng gần 60 sát thương vô đó. DPS nó 1.100, cái này 1.200. Hai cái chân phái của mình đó, một cái này với một cái này nó bằng ba cái này luôn. Cái cây này nó theo chỉ số ma lực của nó nha, mà ma lực tôi có ba, nó đã mạnh khủng khiếp cái này rồi. Nếu cái lát này của mình mà bôi ma lực thì nó còn mạnh cái nào nữa trời. Chí mạng cao quá ông cốc ơi, mà mình cũng hết tiền rồi. Chí mạng quá cao rồi, thôi kể đi, gần cuối rồi. Ok bye bye sớm anh em luôn. Bắt đầu ra đây biểu thập tự gián. Nhìn boss đi không nổi luôn rồi. Bye bye. Thắng một lần chơi sử dụng hệ sát thủ. Lần đầu tiên tôi chơi Assassin. Ngon vành. Mới mặc dù mức 4 thôi. Thì lá này khá là mạnh, nhất là đi với cái trang bị sắt bán nè. Với cái vũ khí mà ngược dòng nữa. Cái cây chữ thập này công nhận nó mạnh khủng khiếp. Mở được cái gì rồi? Còn nhân vật này chưa biết. Kẻ phá hoại, thợ săn, hoàng đế, hung thủ, ác nhân, cộng một ma lực cho mỗi một thể lực, trừ một may mắn cho mỗi năm thể lực, phép hút máu vũ khí. Thì mô ma lực thay đổi hiệu quả giảm đi 10%. 10% thì không sao đâu. 10 tốc độ di chuyển, phép giật phóng vũ khí 50% khu vực có hiệu lực là sao. Thực sĩ thì tôi chỉ mới chơi cái thực sĩ đầu tiên thôi, mà không biết lúc đó có win không nữa. Mới 21 giờ. Chuẩn bị khởi đầu. Dùng pháp sư gây ra ba hiệu ứng cùng lúc thì nó mới mở được cái này. Hai mươi lăm phần trăm máu sức sống là phải máu, người ta thể lực 25% ma lực quá. Thế dùng mà pháp sư đánh mở ba hiệu ứng rồi, nãy nó mở được cái đây, nó mở được cái này thôi nè. Tăng cường cận chiến, tức là cái điểm này như đánh dấu vô một con quái vậy, mình giết nó thì rớt đồ ra. Để tôi cầm thử vô phát coi cái mà mình đang chơi cái lát nào vậy.
Tình trộm thì chắc cũng chưa phá đỏ lần nào. Coi cầm thứ cái này vô con quái coi. Coi con quái đánh dấu đó là cái gì. Dạ cộng chỉ số ra sao. Kìa 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 con. Một con. Bình thuốc đâu? Rồi bán máu được hai cái thùng vàng. Bình thuốc béo gì đâu. Cận chiến 11. Anh em nhớ số 11 nha. Cây này hay phép đó. Ma lực mình đang là không. Cũng được. Cái này bao ô lắm. Chưa ngu rồi. Rồi coi thử anh em nhớ cái số 11 cận chiến không. Tôi sẽ đánh con quái nó chết. Xong rồi tuần sau là cái tuần kế tiếp á. Đây nè chết nè. Thì cái cận chiến là đây. Lên 12 đúng rồi. Vậy là tối đa có thể tăng được 20 điểm cận chiến nữa. Cũng ổn hết đó chứ. 20 cận chiến. Giữ nó hợp cho cái lát nào ta. Rồi được rồi. Chưa hiểu gì được rồi. Đây 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 đây. Khi anh em cộng cái đam mà nó vô. Cái đam trực tiếp vô thì nó sẽ tăng cái đam phần trăm này theo nó là rất là mạnh luôn. Đó. Vậy là anh em chơi đầu tặc thì nên ưu tiên lấy cái vật phẩm này. 20% mà 20 điểm cận chiến ban đầu là không ít đâu nha. Bây giờ cái này nãy nó báo gì? Lửa, sốc và làm chậm cùng lúc thì pháp sư dược phẩm khởi đầu chưa có nữa. Khi làm fail ladder là sao? Là chắc cái này hả? Đánh bại từng năm mà không cần thăng cấp. Không cần thăng cấp. Không cần thăng cấp là sao? Để tôi thử, tôi đón thôi. Một thôi. Tức là đi tới từng năm mà không gây miếng ép nào luôn à. Chỉ có cắm mặt chạy thôi đúng không? Thao tu làm được. Cái này lên cấp rồi. Trời ơi, bắt lấy tăng mới cho thoát nữa. Tăng cấp là phải cái chủ này không? Đúng rồi, without level đúng rồi. Năm tầng chứ không phải là tầng 5 nha. Vậy thì mình phải chơi cái lát nào mà không có sát thương.
chung chui chung nhủi. Cái này làm khó nhau quá vậy bạn. Ấy. Fail lát nè. Fail ladder nè. Năm cận chiến và năm nâng cấp vũ khí, nâng cấp vũ khí được cường hóa. Vũ khí cường hóa là nó tính những cái món gì? Là cái món em nhanh em thịt. Rồi được, lấy cái đó được. Tiếng Việt hơi khó hiểu nhưng mà nên để tiếng Việt. Bắp vỏ trừ 10 vật phóng, ok 4 thôi. Bây giờ mình sẽ tập trung mình mở cái này. 5 cận chiến và 5 cái vũ khí anh nhanh. Rồi hiểu. Cái vũ khí này, vũ khí phép. Thì chắc chơi kiếm này thôi. Khoan khoan khoan. Và đây bỏ cái vật phóng, bùi lại cái ma lực. Hình như 37 điểm rồi. Cận chiến vật phóng không cần. Để lực phục hồi mất 3 may mắn cũng không cần. Đập ném, đấm phép là cận chiến có phép nè. Ghi ra 75% phép. Cái này thiên về phép nhiều hơn. Cũng được. Còn mấy cái này sao nó chưa mở đâu. À đây. Không hoặc ít hơn khôi phục. Không, cái này thì cũng dao hai lưỡi lắm. Cái này là cái gì? Đặc thù hút máu tuyệt hảo độc. Đạt được 50 tài nguyên với tư cách đại vua. Tài nguyên là cái méo gì? Vũ khí liền kề, nhận được thẻ đao. Chỉ lấy dao. Rồi ok. Có thời gian rồi sẽ nghiên cứu anh lốc cái này. Hướng đậu sinh nữa chứ. Tối đa 50 nhâm sát thương cũng không ngon. Người bán thịt. Chỗ tay đao kiếm, giành chiến thắng với tất cả các hiếu cạnh của hiệp sĩ. Thì cái này vô bật level 1 lên mà đi. Hiệp sĩ thì tôi mới chơi lần đầu tiên rồi, quá đảo thôi, còn mấy cái kia chưa có thử. Rồi ok, bây giờ sẽ tập trung, không unlock được cái gì nữa cả. Vậy là mình còn 25 điểm này. Rồi hết. Phan nãy là cái gì đó? 5 cận chiến với 5 cái này, vậy dắt 5 cái kiếm là đủ. Chơi level 3, 1, 2, 3 thì chắc nó nhanh hơn. Mà level 4 vô nó vui. Gồm quái rồi đi, cho đánh luôn nào. Từ tôi quên để ý mấy cái bẫy ở dưới sàn nhà nó có tác động lên quái không. Đây, cái này là phép đập luôn. Năm ô. Mình sẽ ưu tiên mấy cái kiếm như này thôi.
Rồi đi. Rồi mấy thằng xà lam nữa. Đẩy hai lần gây sốc. Vậy là cái này hồi nãy là yêu cầu cho ông pháp sư kia để unlock cái kia, unlock cái ba hiệu ứng cùng lúc á. Cung băng giật phóng phép, hơi giật phóng mình trừ 10 rồi. Đây may mắn một một cái kiếm nữa, một cái kiếm nữa, mình dời qua trái, dời cái này lên, thiếu một. Lấy cái kiếm đi, lần cầu tiết sớm. Phải ra một cái kiếm nữa. Một cái nữa. Ma vũ song kiếm, kiếm ma độc cô, dạng kiếm quy tông. Vậy lên được có 4 ô à. Mấy ô này. Bỏ tầm xa thì nó rất là nguy hiểm luôn á. À, không cần thủ đâu, cần công thôi. Ôi. Rồi đi. Bên sau thì sẽ bán một món thì lắp thêm cây kiếm thứ năm. Pháp sư mà chơi kiếm. Mình song tu hai hệ mà cận chiến với mà ma pháp luôn á, nên cây kiếm này nó có hai hệ, nó hợp với cây chài này nữa. Thực ra về sau là phải mà một hit chết quái á, thành ra mấy cái hiệu ứng là lửa làm chậm gì nó không tác dụng gì đâu, trừ khi đánh mấy con quái cao thôi. Lỗ 12 máu à, 5 ô cái này được. Bán này đi, một may mắn vẫn hơn. Đó, xong rồi nào. Cái hành tụ rất là đơn giản luôn. Nếu như mở ra rồi thì không cần tiếp tục đâu. Đã rồi còn cái gì nữa?
Vũ khí cận chiến liền kề gây sát thương theo tỷ lệ với ma thực. Với ma lực bằng 25 của cận chiến. Cận chiến thì bằng 25 ma lực và nó sinh ra cho pháp võ nè. Cái này thì ba dấu chấm hỏi. Nó hình mà cái nửa trái tim. Nó hình nửa trái tim đúng không? Ok. Quét về vành còn đây luôn. Chip vành. Phải này không? Không không. Ủa? Hay là cái này? Không. Hả? À, boss đầu tiên. Những cái đầu chưa có thôi. Nửa trái tim hình có mấy cái sọc đỏ. Không có là sao ta? Trang bị 10 vũ khí khác nhau. Diệt 5 tầng và không level up. Cái này để tôi coi có con. Có con nào không có ghi đâm không? Phải nhận thêm 1% sát thương mỗi 32 vàng trong kho. Vậy là tích vàng đi được. Giá vật phẩm cũng cao, may mắn lại thấp nữa. Nhưng đúng là thanh niên đại gia nè. Cái món đồ mà 10% gì cho tất cả cái trang bị mà trên bậc 3, bậc 4 thì sinh ra cho đúng là hoàng đế thôi. Thợ săn thì không được rồi. Phép thì vật phóng vũ khí. Không có trang bị vũ khí cận chiến cho nó được. Nữ tu. Chì may mắn là cái méo gì? À chắc chì ban phước không? Dịch tiếng Việt cho đánh đố nhau vậy đó. Best May. Game Việt Nam mà chơi tiếng Việt. Đó. Không hề hút máu, còn một lần hồi sinh. Có lách nào mà không gây đau được không trời? Làm sao mà đi qua 5 tầng mà không tăng một level nào được? À chỉ cần từng đầu mình không chỉ cần từng đầu mình không lên level thôi, sau đó mình bán sạch vũ khí.
Đừng, tao không muốn làm động thủ. Đừng có chỗ nó. Đừng có sát sinh. Rồi. DPS cây này 12. Tầm đánh 5 chấm. Đánh 5 chấm 8 8 10. Cây này tầm đánh ngắn nhất 4.4. Ok. Tại em mấy anh ơi, em là tu sĩ ăn chay, đừng có quạt con người ta. Này tầm đánh 3.2 là ngắn nhất. Quên, còn cái này nữa. Ghi phân hết luôn, lấy vàng. Hồi máu đau đát. Ồ oh. Phích gan nó cũng lên cấp nữa. Máu rồi, ok. Đó, map đầu rộng rộng như gì dễ chạy không? Thành công rồi, 3 giây. Ok. Cút luôn. Bây giờ sống sao được 5 tầng. Mua máu. Đừng ra vũ khí nữa không ơi. Có đánh được cái thùng đâu mà ra thùng. Giáp cơ, giáp vật né tránh cơ, ừ giáp nào. Né tránh nào. May mắn nào. May mắn nào, rồi đi. Trong tay không một phát sắt. Bần tăng không sát sinh. Xong, hai đầu. Chết cụ rồi, nó không lên cấp luôn. Không lên cấp không có tăng ôn được. 5 tầng thôi. Nhìn đạn nó đuổi rồi. Bán cái hòm giùm mấy mấy bạn. Ủa, 5 tầng mà.
À, hiểu rồi. Trước giờ tôi đã được 2-3 tầng cái vụ này rồi. Rất có thể là lên mấy cái tầng cao quá, mình không có đủ đam, không đủ gây sát thương thì mới được cái hiệu ứng đó. Chứ không cần phải khổ dâm như tôi đâu. Ok chưa? Bán vũ khí như tôi là chơi kiểu khổ dâm đó. Còn anh em đi mấy cái tầng cao mà không đủ đam thì nó cũng được gì luôn. Mình đã mở được nhân vật là đẹp. Cộng một phép mỗi là hai cái món đồ mới. Cộng một đam cận chiến cho mỗi hai món đồ mới. Cộng một đạn đạo là một cái mà cái gì, con game này là cái gì đó, nói chung là cái đường đạn á, cho mỗi hai món đồ mới trừ 10 máu, trừ một máu cho mỗi một món đồ mới. Không phải món đồ mới mà là cái ô mới, nhầm. Thú vị nha, chơi thử ai. 4 chơi cái nào giờ, vẫn kiếm thôi, thể lệ tiếng Việt đó cho anh em dễ theo dõi. Bùa vật phóng được nữa hả ta, bùa vật phóng được nữa. Nên bùa vật phóng không, để tôi suy nghĩ cái đó. Bùa vật phóng lên thì cận chiến với phép nó không có nhiều hết không, vật phóng là tốn ô dữ lắm. Thử lách pháp sư của chúng ta, anh pháp sư bá đạo. Mình kiếm gì nó chém chậm quá à. Mới được có 1 cấp một, bán máu thôi, tiếp tục bán máu lấy được vào đầu thôi. Được có 3 cấp, không được 4 cấp. 10 với 5 này nha. 11. Máu còn 47 à. Tám thành sao không được đâu. Vâng, cũng được chứ. Rồi còn 1% sát thương nhưng mới bút ma lực. Ma lực có bao nhiêu đâu. Thôi cũng cùi rồi. Không, cùi lắm. Ê, 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 ê. DPS 84. Cái cây màu tím này DPS 40. Rồi ok luôn, giao sau thì có. Máu rất ít nha. Ê! Mấy mũi này khó chịu hết. 3 level hả? 3 level 6 ô. Đủ ngay nãy. Không cần phải bán món gì. Gậy lửa bán mẹ cái cây gậy rồi, cây này giờ chữ T, chữ T mình đúc ở đây. Phục hồi nào, bui phục hồi mới xài cái đó. Ngày 3
ba ngay đó, xong rồi ba ngay đây, tí nữa đục ở đây ra hai ô. Có vẻ khá là ngon đó. DPS lên 115 nè. Cái kiếm tím này nó cũng 47. Nó cứ coi nó bá đạo cái nào mà ai tộc nó nổi gì vậy. Kìa. Một cái vũ khí này là bằng ba cái vũ khí khác luôn rồi. Vãi thiệt. Đồ game một về phần chấn phái. Cái lửa này là của mình đúng không ta? Lần đầu chơi cái vũ khí lửa này thấy vậy. Tốc độ tấn công thì sáu phải đi đây. Bù lại không cần kiếm nữa đâu, mình quá bá rồi. Tùng có cây nào giống cái này nữa không anh, cho em cây nó đi đây nè. Wow, đục ô này nữa là được rồi, đục đục hai ô này. Ok, quá bá đạo luôn. Thì tôi win pháp sư, hình như pháp sư tôi win một lần này, win con này lần nữa rồi xong rồi win con gió thánh nữa. Đóng bớt tử luôn, giờ ai mới lại boss đây. Mình phải bán tốc độ tấn công, bán ra thì có khi âm luôn á, hy sinh. Cái này là con item của mình à, tại vì hai cái mình là vừa cận chiến vừa tầm xa luôn, nhưng mà kiểu này chắc tôi vui vui mà tầm xa luôn chứ không vui cận chiến nữa đâu, đẩy hết vô ma lực. Chỉ số cái cây gậy này quá bá đạo rồi, 133.
Cây này 152. Cây này lên 152 luôn rồi. Xây cái cục này lại. Nếu như sắp xếp khéo thì cái cục này có thể là 6 ô xung quanh đó. Tiếp. Phá đảo ngày nữa tôi nghĩ. Nay chủ nhật mà. Chơi nhiều một tí. Anh em nhìn đảo không? Có hổm bọng gì không? Vũ khí này đúng lỗi luôn. Đi lụm tiền. Sống lụm. Nữa. DPS 21 nhưng mà nó gây ra 84. Bốc cháy trong thời gian 3 giây là cộng lại cũng 105. Cây này lên 170 rồi. Cây này mấy ô ta, 6 ô. Cây này cũng 6 nữa. Coi bye bye bạn luôn. Nếu cần bảo kích không? Lấy may mắn ngon hơn. Rồi ok, mua gì được rồi. Đấy. Đó. Tí nữa thì dời cái kiếm này đi. Dời lên đây nè. AFK. AFK laser. Ấy, cái bẫy. Ê, 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 ê. Em sai rồi anh ơi. Có thịt thà vô không? Rồi, sống rồi. Này thì áp ca. Khuyết điểm là cái này nó chỉ đánh đơn mục tiêu thôi. Một hồi gặp mấy cái bầy xà lam á, nó phân thân ra liên tục là khóc luôn. Dọc phóng 15 lần. Nỏ tan xạ. Không, nơi này nó chỉ đi với dọc phóng thôi. Giáp trừ 1 này không dám trừ nữa đâu. DPS 41. 6 phục hồi không. Bốn tám, bốn tám với 49 trăm mấy à, mấy cái này để ngon hơn. Bắn ra ba cục lửa nhưng mà mấy cục lửa nó vẫn là đâu mục tiêu nha. Đâu mục tiêu lấy cái này vẫn ngon hơn nè. Cây này lên 184 rồi. Tí nữa đục dưới này thì có thể nhét nó vô được. Ok. Có hàm 4 máu à. Đó, gặp mấy bầy xà lam đó hơi mệt á. Gì sao mất máu liên tục vậy? Không ổn rồi. Máu ít quá. Hai máu. No.
Thiếu một ô đây. Nãy 3 lần gây sốc mà tốc độ đánh nó 1 giây. DPS của 42 nhưng mà x3 lên, nó tính x3 luôn chưa ta? 3 lên 140 mấy thì cũng được. Khá là đắn đo đó. Thấy không? Nó bậc 2 chắc lấy đi. Cây này nhiều quá cũng không tốt. Nhưng mà nó vẫn tốt. Bây giờ xếp lại nó hình gì? Chữ T một dạch xuống. Cây đặt ngay đây. Cũng được, như thế này thì cái kiếm này nó rất là mạnh, nó mất cái đất. Tí nữa đục ô trên này. Hiện tại gì là tạm ổn rồi. Muốn mua này chi trời. Rồi, tí nữa đục cái ô đó. Vì con phát này miễn phí mà. Nè cái này cho hoàng đế nè. Vì máu chính là máu chính nè. Máu còn ham ai à. Có cái bình thuốc kia không? Cái bình thuốc mà 50 máu tối đa á. Cây gậy sáng nó bắn đâu ta? Cũng được, tuy đơn mục tiêu bắn khá chậm 1 giây rồi nhưng mà khó còn hơn không. Con này bui hút máu được không, quên không có coi được cái lát con này, không có bày salami thì khá là dễ thở. Máu rất là ít luôn, đúng là pháp sư. Như thế này là một ô. Đúc cái đít này qua nữa là một ô. Không đúc cái đít xuống thì cái đầu ra 1 2 vẫn không đụng vô được. Xếp cái này khó nha. Ngu rồi, tăng ngu rồi. Tự nhiên chống 2 lỗ này, sai lầm quá. Chống 4 lỗ mà 4 cái một nút rồi.
gì tiếp cận 20 lần chạy với một adep để gì đấy, nó đọc cái hình thủ máu mỏng quá à. Con này không biết bôi hút máu được nữa. Rồi xong luôn, bay màu. Nói chung cái vũ khí này rất là bá, nhưng mà con này khó chơi đó. Máu có 20 mà nó đụng 3 cái là xong rồi. Ok bye bye anh em. Vậy bữa thì tôi sẽ nghiên cứu anh đốc hết mới mới này. Không biết còn bao nhiêu hình tụ nữa. Game 62 cành mà rất là đáng chơi nha. Hơn 500 review nè. Một review này anh em phải bán từ 30 đến 50 bản, có khi là 70 luôn. Nhưng anh tính mức 50 là trung bình đi là bán được 25.000 bản rồi đó. 25.000 bản mà giá con game này 5 đô quá. Giá con game này là 6 đô. 5.3 đô thì về tay là cao lắm 3 đô. Nếu đặt cái trụ sở bên ngoài. Nhưng mà tính theo cái tỷ lệ giá dùng nữa, trên lệch đó. Cái này xét giá dùng mới nên không có trên nhiều. Thì nói chung là 5 đô này về tay ít nhất là 2 đô, 25.000 bản là 50.000 đô là một tỏi. Rất là thành công. Tất nhiên là con số nó tính vị chi gì thôi. Cái dòng đời nó còn rất là nhiều nữa. Con này thì sao? Ngàn đánh giá cũng rất là khủng khiếp luôn. Tương lai con này là hơn con nãy 4-5 lần á chứ không ít đâu. Ok bye bye anh em. Ủa Phan, khỏi cái hình tụ cái mới bye bye nhé. Đây. Tổng cộng là tất cả 93 hình tụ. Tôi còn 2, 4, 6, 8, 10, 12. Cũng bán 30 rồi. Có rất ít cái hình tụ nhiều người đạt được nè. 0%. Chưa có ai đạt được mấy cái hình tụ như thế này. Đây cái lấy nằm xuyên thấu. Tôi vẫn chưa biết cái này làm sao. Có thời gian sẽ nghiên cứu thôi. Cái này cũng khó lắm hả? Đánh bại từ 20 với ít hơn 50% máu của Last Berserker. Cái này 0% thì tôi sẽ thử. Tất cả cái khía cạnh của ghi test tư tế là do cái lá tư tế nãy khó mở hay lần sau á. Ok mình sẽ đặt thứ đắp vào cái lần kế tiếp là mở phá 1/3 cái này. Đây cái phù thủy chưa mở được là do cái lá thứ ba nó khó chơi là cái thứ nhất, nó khó unlock là cái thứ hai. Dành 3.000 gold trong một tầng. 3.000 gold. Né 100 lần với mà do thám. Cao do thám là game đó là gì ta? Chính xác là chống lát gì? Có 80% với sự cho là học giả. Học giả là gì ta? 80% của đồ. Rồi ok. Hôm nay chơi đến đây được rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Chúng ta đã unlock được khá nhiều thứ mới. Có những cái thử thách rất nhiều người đạt được mà tôi chưa đạt được. Đây, thắng một cái với không hồi phục. Thì tôi chưa có nghĩ đến cái này bao giờ. Điểm phục hồi á. Cái điểm mà của tư tế á. Thắng một trận chỉ với dao. Cũng được. Này chuyển về level 1 và chơi thôi. Rồi ok, bye bye anh em. Lần sau tôi sẽ unlock thêm vài thứ mới. Nếu có thời gian, tuần sau là bắt đầu khá bận biểu khi phải lo cái demo rồi.